Kính chào quý vị, Cẩm Tú rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Việt. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong chương trình. Trong năm 2022 vừa qua, bão đổ bộ với số lượng nhiều và mạnh, bồi thêm lũ lụt khiến tình cảnh người dân vẫn đang bi thương, chưa nguôi ngoai thì đón nhận tin dữ trong đầu năm nay. Đó là cơn bão số 2 đã áp sát uy hiếp trực tiếp đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Còn một tin dữ hơn nữa là một vùng áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông, làm cho ông Tập phải ra thông báo khẩn cấp đối phó với hai trận thiên tai này. Cũng bị ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nhiệt đới mới đang ở ngoài Biển Đông, mang theo lượng mây mưa dày và hạt nặng đã gây mưa lớn ở các tỉnh phía Nam của Việt Nam trong đêm ngày thứ 3 và sáng ngày thứ 4 vừa qua. Như chúng ta đã biết, thiên tai thảm họa thì không chừa một ai, một đất nước nào khác ở chỗ Trung Quốc phải gánh chịu nhiều tai họa nhất từ trước tới nay, từ động đất, sóng thần, bão lũ, kèm theo đó là những dị tượng. Trong năm 2022 vừa qua, nước này đã hứng chịu tới 11 cơn bão nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc, làm cho nhiều tàu thuyền bị chìm xuống đáy biển. Bão cũng mang theo mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều tỉnh thành phía Trung Quốc. Điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, theo hãng AP dẫn nguồn tin từ Đại lục cho hay, vào hồi cuối tháng 12 đầu tháng 1 vừa qua, một loại dịch COVID biến thể mới đã phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, phía Bắc Kinh đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp cho phong tỏa nhiều tỉnh thành và xét nghiệm tập thể để tìm ra nguồn gốc lây nhiễm loại virus mới này. Trong một diễn biến khác, Tổng cục Quốc phòng cảnh báo rằng mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Biểu Giang tiếp tục lần thứ 2 trong năm vượt mức cảnh báo. Cơn bão số 2 bồi thêm mưa lớn đổ bộ đất liền nước này. Ngoài ra sẽ có hai đợt mưa lớn trong 10 ngày tới. Đài quan sát khí tượng Trung ương cũng đưa ra cảnh báo khí tượng đối với thảm họa núi lửa. Dự đoán rằng thảm họa núi lửa có nhiều khả năng xảy ra các khu vực phía đông nam An Huy, phía tây bắc Giang Tây, phía đông nam Hồ Bắc, phía đông bắc và phía tây Hồ Nam, phía đông nam Quý Châu và phía tây Vân Nam. Cơn bão nhiệt đới số 2 mạnh thứ 3 thế giới mới quét qua đảo Đông Sa và đã tiến vào đảo Hải Nam, khiến cho tình hình lũ lụt tại Trung Quốc lại càng tồi tệ. Thêm cơn bão số 3 hình thành ở Biển Đông đã tiến lên phía Bắc, đổ bộ vào Hải Nam, dự kiến sau đó là Quảng Tây, Quảng Đông và các vùng lân cận. Trong những ngày gần nhất, tình hình rất nghiêm trọng và tình hình phòng chống lũ và cứu trợ hạn hán đang gặp rất nhiều khó khăn. Nền kinh tế Trung Quốc đang trồi sụt nặng nề, nạn đói khắp nơi xảy ra do 70% diện tích cây lúa đã bị phá hủy bởi ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã làm cho cường quốc số 2 thế giới có nền kinh tế lâm vào cảnh nợ nần. Hiện Ngân hàng Thế giới là Quỹ tiền tệ đã từ chối lời đề nghị cho vay tiền và vàng với lãi suất ưu đãi của Chủ tịch ông Tập Cận Bình. Biển lũ cũng đã ngập chìm Thiên An Môn và toàn thủ đô Bắc Kinh. Theo South China Morning Post cho biết, vào ngày hôm nay tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc đã xảy ra thảm họa mưa lớn tồi tệ nhất trong vòng 31 năm qua. Hiện tại, mưa không chỉ xuất hiện tại miền Nam, biển duyên hải nước này, giải mây gây mưa đã tấn công Bắc Kinh, khiến cho chính quyền ông Tập vô cùng lao đao và lo lắng. Nhiều nguồn tin cho rằng Bắc Kinh đang rất hỗn loạn khi mưa lũ tại miền Nam chưa dứt, thì nay nó đã lan sang tận đầu não của Bắc Kinh. Hiện tại, cụm từ biển lớn Bắc Kinh đã trở thành một từ khóa chính được rất nhiều người quan tâm. Tân Hoa Xã cho biết, tại Bắc Kinh đã có 25 người chết do chết đuối, 6 người tử vong do sập nhà, 1 người bị sét đánh không qua khỏi và 5 người bị điện giật. Theo số liệu từ cuộc họp giao ban thiên tai do chính quyền ra Bắc Kinh tổ chức, trận mưa xối xả đã khiến 10.660.000 ngôi nhà bị sập và 1.602 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế là 11,64 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn năm nay đã khiến sớm hơn bình thường ở miền Nam, thậm chí nó đã phá hủy kỷ lục thiệt hại về lượng và thời gian kéo dài của trận đại hồng thủy trăm năm một lần năm 1998. Chuyên gia thuộc nhóm dự báo thời tiết của Tổng cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, ngày hôm qua Bắc Kinh gặp mưa lớn kỷ lục khí tượng trong 31 năm. Trong trận mưa lớn ở Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam đầu tiên trong lịch sử dự báo mưa lớn của Bắc Kinh. Sau trận mưa xối xả, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi mọi người, từ người giàu đến người nghèo, giàu thì góp nhiều, nghèo thì góp ít. Người dân nên quyên góp tiền và vàng để chính phủ khắc phục hậu quả. Nhưng lời kêu gọi đã bị cư dân mạng tẩy chay, họ không chấp nhận lời kêu gọi đó của ông Tập. Cũng phải thôi, khi mà lũ lụt khó khăn chồng chất thì người dân làm sao mà còn tâm trí quyên góp. Nhiều người còn nói rằng chính quyền Bắc Kinh thật là hẹp hòi và vô trách nhiệm. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh từ 18 giờ ngày hôm qua cho đến 6 giờ ngày hôm nay đã đạt 177,7 mm và lượng mưa trung bình ở các khu vực thành thị cũng đã đạt 100,9 mm. Những hình ảnh cho thấy công viên đã bị ngập tràn hoàn toàn nước. Nước tích tụ nghiêm trọng dưới một cây cầu cạn gần ga tàu điện ngầm và những chiếc xe đạp trụ đầu sang một bên gần như bị ngập. Mưa lớn cũng đã biến Tử Cấm Thành, tức là quảng trường Thiên An Môn, có niên đại lịch sử 600 năm tuổi cũng đã bị ngập nước. Những tượng rồng phun nước từ mái như ám chỉ Long Vương Đông Hải đang phun nước tạo mưa. Đây là một đòn trừng phạt dành cho chính quyền Bắc Kinh, khi nước này thường xuyên cho tàu chiến và quân đội tiến ra vùng biển Hoa Đông và Biển Đông để chiếm đảo của các nước. Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta có thể thấy những chiếc xe ô tô đã bị ngập hoàn toàn, ngay cả với những chiếc xe buýt to lớn như vậy cũng đã bị ngập tới nóc. Qua đó chúng ta có thể thấy Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận lụt tồi tệ như thế nào. Những thảm họa này là thiên tai hay thiên tai, phải chăng là cả hai kết hợp? Qua đây chương trình mong quý khán giả đừng quên để lại lời bình luận để phần bên dưới của video và nêu lên quan điểm của mình để mọi người có thể trao đổi với nhau về câu hỏi thêm. Lượng mưa lớn ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều nơi của thành phố, nghiêm trọng nhất vẫn là Bắc Kinh và Thiên Tân. Mưa đá đã kèm theo mưa lớn gây ngập lụt mặt đất, hư hỏng rất nhiều phương tiện và thảm họa thực vật.
hoa màu và cây trái, ùn tắc nhiều điểm giao thông, đường dây cứu hộ 911 đặt trong tình trạng quá tải. Hiện thiệt hại sau khi mưa lớn kèm mưa đá đi qua vẫn chưa có thể thống kê, nhưng chắc chắn đây cũng là một con số không hề nhỏ. Thê thảm hơn trong trận mưa đá cũng đã khiến người vô gia cư trên đường phố không còn nơi ẩn náu. Một số con đường ở trung tâm Bắc Kinh cũng đã bị tê liệt, giao thông nhiều giao lộ với nhau cũng đã bị cắt. Tại một vùng quang mạng ở Bắc Kinh, tổ chức phòng thủ dân sự địa phương đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy cho chính quyền. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, vào lúc 10 giờ sáng qua hiện chưa có thêm thống kê về thương vong. Những ngày mưa lớn ở Hồ Bắc đã khiến 27 người chết, 12 người mất tích và hơn 7,36 triệu người bị ảnh hưởng, 23 người chết trong trận lở đất ở Quý Châu và 18 người chết trong điều kiện lũ lụt ở An Huy. Vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ tư tại làng Ban Bo, thị trấn Lệ Hoa, quận Đa Phan. Do mưa lớn liên tục khiến 11 hộ gia đình có 30 người mất liên lạc. Theo Tân Hoa xã, công tác tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc vào đầu giờ sáng ngày thứ năm và cuối cùng đã xác nhận rằng 23 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo sớm vào hôm thứ ba rằng 397.100 người trong tỉnh đã được chuyển cấp do thảm họa gần 5.900 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng do thảm họa. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 5,7 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu thống kê của Sở Dân chính tỉnh An Huy, tính từ ngày thứ tư, hoàn tỉnh đã phải gánh chịu tổng cộng 6,72 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Với 18 người chết và 4 người mất tích, 363.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, hơn 13.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,35 tỷ nhân dân tệ. Lee Hong-jong, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc đồng thời là Tổng tư lệnh ứng phó lũ lụt sông Dương Tử chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thảm họa cho sông Dương Tử ở Hồ Bắc năm nay vô cùng khắc nghiệt do mưa lớn kèm theo hoàn lưu của cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc. Theo báo cáo của Nhật báo Hồ Bắc, kể từ đầu tháng, lưu vực sông Dương Tử đã trải qua đợt mưa lớn, lượng mưa trên lưu vực nhiều hơn bình thường gần 20%. Theo BBC, Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc cũng kêu gọi tăng cường kiểm soát dư luận, chỉ được công bố thông tin rộng rãi khi có được sự cho phép của chính quyền, nắm bắt và xử phạt kịp thời những cá nhân cố tình đưa thông tin ra ngoài. Vâng, quả thật là một chính quyền kỳ lạ khi không cho người dân đăng đàn thông tin tình hình lũ lụt trên mạng xã hội. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!